chào tất cả anh em. Ngày hôm nay giới thiệu với anh em một bộ dàn karaoke rất là cao cấp, trị giá 27 triệu anh em nhé. Trị giá 27 triệu đồng bộ của LX Acoustic. Và em sẽ vào gần giới thiệu chi tiết về bộ dàn karaoke này. Đó. Đầu tiên thì em sử dụng một con mic anh em nhé, mic BS700. Đó, với bộ mic BS700 này hiện tại thì bên em đang bán với giá là 2 triệu 200 nghìn đồng. Đó, một dòng mic rất là hay. Con này có cả biến gia tốc, có chế độ dò sóng sạch và chế độ tự ngắt đầy đủ cho anh em. Tay mic được cầm rất là đẹp anh em nhé. Và được thiết kế nhìn nó quá là chắc chắn và nhìn nó rất là ok. Đó, cầm thì rất là đầm tay. Đó, và con này thì hát thì khẳng định với anh em là rất là nhẹ. Giá chỉ có 2 triệu 200 nghìn đồng. Tiếp theo là một con vang, đó là vang cơ lai số LX6. Ở đây thì em đang sử dụng là cổng quang em nhé, OPT. Đó. Với con vang LX6 này thì là chúng ta có thể nhìn đây, mặt trước nó có 2 cổng mic và mặt sau có 1 cổng mic, là lên tới 3 cổng mic. Ở trên thì nó có gain đấy, to nhỏ của mic anh em nhé. Và đặc biệt thì con này chỉnh delay, repeat, reverb và echo chỉnh độc lập. Đó, chỉnh độc lập cho anh em. Tiếng echo thì rất là mềm và reverb rất là sạch. Đó, tí nữa em sẽ karaoke thử một đoạn để cho anh em biết về cái chất âm của bộ dàn này. Đó. Về phần input thì riêng con vang LX8 này nó có rất là nhiều cổng vào anh em nhé. AUX1 này, AUX2 này, Bluetooth này, ok chưa? Và USB, rồi cổng quang. Đó. Được thiết kế mặt màu đen cho nên là khi anh em ghép vào bộ dàn này thì nó đồng bộ. Đồng bộ màu đen và nó cũng là đồng bộ của hãng luôn anh em nhé. Cũng là đồng bộ của hãng LX luôn. Cho nên là không cần phải setup nhiều. Đó, chất âm ra rất là hay. Giá con vang này hiện tại thì đang bán với giá là 2 triệu 800 nghìn đồng. Anh em chỉ cần nhìn cái giao diện ở màn hình của nó chúng ta biết rồi. Nhìn nó quá đẹp luôn đúng không ạ? Chỉnh music, chỉnh mic, rồi chỉnh effect. Ngoài ra thì chúng ta có FBX chống hú anh em nhé. FBX chống hú. Khi chúng ta chỉnh delay, repeat hay là reverb thì nó hiển thị hết trên cái thông số ở trên con vang này. Đó, như anh em đang nhìn đây, delay đang để là 40%, repeat là để 59% và reverb đang để là 25%, đúng không ạ? Đó. Không thể thiếu được bộ dàn bây giờ thì gần như là anh em đều lắp quản lý nguồn. Đấy, quản lý nguồn thì riêng quản lý nguồn P9 này thì nó có lọc nguồn và có automat cho anh em. Đó, ở đây cũng đang báo điện áp vôn của nhà chúng ta đúng không ạ? Đang là 238V. Đằng sau 8 cổng cắm anh em nhé, từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đúng đến 8 cổng cắm ở mặt đằng sau. Và cổng trước thì có cũng có một cổng cắm đây, ở mặt trước này, để cho anh em sạc pin, sạc điện thoại đều được. Giá quản lý nguồn này thì bên em đang bán với giá là 1 triệu 700 nghìn đồng. Đó, tất cả các thiết bị như mic, vang, lọc xì, lân tiếng, đẩy, anh em cắm hết. Và đằng sau cục đẩy này nó ok nhất. Đó. Và ở đây em sử dụng cục đẩy 4 kênh 8004S thương hiệu LX, một dòng đẩy size 2U. Công suất nó cho ra là 800W một kênh. Con này sử dụng 64 sò và mạch clap H, tiếng cho ra rất là sáng tiếng. Ở đây em đang sử dụng có 2 kênh em nhé, kênh 1, kênh 2. Để chơi một cặp loa. Em vẫn còn dư kênh mũ, dư 2 kênh nữa. Vẫn còn dư 2 kênh nữa, đó là 3 và kênh 4. Thì anh em có thể về chúng ta thêm loa hoặc là thêm những cái quả sub 40 hoặc sub 50 này. Thì đánh nó rất là ok. Thì là chọn cái bộ dàn gồm 4 thiết bị này anh em nhé. Và loa, một cặp loa. Một cặp loa là tổng là chọn bộ dàn này ấy là 27 triệu. Đó, thì riêng về cục đẩy này thì bên em đang bán với giá là 7 triệu 800 nghìn đồng. Đó, chất âm ra rất là hay, đây đang để rất là vừa tầm thôi. Con này thì tiếng nó quá là hay luôn anh em thấy không ạ? Khi vặn về không quạt chạy rất là êm nhá, không có tiếng quạt luôn. Đó, nghe rất là êm đúng không ạ? Đó, tăng lên này, ok chưa ạ? Tiếp theo là cặp loa.
Loa này thì em đang sử dụng loa nhập khẩu chính hãng của Lới Gà Cột Tích. Con này mang nhãn hiệu TVK12. Loa TVK12 này là từ sử dụng từ 190 anh em nhé. Từ 190. Đó, quay 76 và check của nó, check kèn rất là sáng, tiếng rất là hay. Loa bát 30. Quá đẹp đúng không ạ? Tất cả là sơn sần cát hết. Đó, sơn sần cát hết. Anh em thấy à? Và anh em có thể tháo ống ra, anh em để treo ngang. Đó, hoặc là treo dọc. Đó, treo dọc để ok đúng không ạ? Quá là chất luôn. Anh em thấy không? Đó. Rất là đẹp. Ê căng nhìn nó quá là chất luôn đúng không ạ? Đó, loa khôn nhìn đây căng nhìn nó khác rồi. Thì toàn bộ dàn này anh em nhé, toàn bộ dàn này gồm một cặp loa TVK12 bát 30 đó và mic BS700 vang Lới 6 quản lý nguồn P9 và cùng đẩy 8004IS. Đó thì toàn bộ này thì giá đang là 27 triệu cho anh em. Anh em có nhu cầu anh em cứ liên hệ trực tiếp với bên em thôi. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video và bây giờ mời em nghe em hát một đoạn trên cái bộ dàn 27 triệu này. Anh em mà muốn nâng cấp thêm súp thì vẫn ok anh em nhá. Đó hoặc thêm loa đều ok hết. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video ạ. Ủa đường xưa em một đêm trăng thanh quan tin.